Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Apple TV. Và hôm nay hai chị em mình sẽ tiếp tục cái chương trình trao quà Tết cho các đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nha các bạn nhé. Thì bà cụ này thì các bạn có còn nhớ không ạ? Đó là có một clip mình đã ghi hình, đây phía này là nhà của bà này. Con chào bà nhé. Bà cụ thì không nghe tiếng phổ thông ấy, rất là kém luôn các bạn ạ. Dường như là không biết ấy, cho nên là cũng khá là khó giao tiếp với bà. Chị em ruột à? Bà là chị à? Như đấy. À, đây là chị. Phía trước là chị Bích các bạn. Hôm trước cháu có vào đây một lần, nhưng mà thấy cũng bây giờ cũng hết năm chuẩn bị sang năm mới rồi ấy, thì bọn cháu có một chút quà mang vào để tặng bán Tết. Vâng. Thế thì để cháu cầm vào trong nhà cho bà nhé. Hai chị em mình đi vẫn dựng xe ở đường các bạn ạ, thì bắt gặp bà cụ đi làm về ấy, thì là dừng xe luôn xuống hỏi thăm bà cụ. Chị vào đi còn gạo để em xách cho. Đây các bạn, gạo này chị em mình chuẩn bị cho bà ăn Tết ấy. Mình sẽ xách vào các bạn nhé. Một bao này là 10 kg. Chị Bích đang đi trước đây. Tại thời điểm mình ghi hình là cũng rơi vào buổi chiều rồi. Đó, chị em vừa đi làm xong đó là sắp xếp thời gian tranh thủ đi vào luôn. Bà ơi, cũng hết năm rồi, sắp sang năm mới rồi, cháu có một năm xa nào. Cháu có một chút quà Tết gửi biếu bà ăn Tết ạ. Nó cũng có bánh kẹo với cả những cái đồ mắm muối, đồ ăn, những đồ hàng ngày gia đình hàng ngày ạ. Với bà ơi, con cháu có một chút gạo nữa bà. Cái này là gạo tẻ để bà nấu ăn. Cháu ơi, bà lần trước là cháu mình có một con trai, bà sau con trai. À thế ạ? Thế con của bà, cháu xin hỏi là con của bà bây giờ là đi làm ở đâu ạ? Bà lấy vợ ở riêng rồi ạ? Ở riêng ạ. À thế ạ? Ở trong xóm bà. À thế ạ? Có bà mình con trai này thì à con gái như là bà là có mấy người con ạ? Bà sinh được mấy người con ấy? Bà có mấy người con? Đấy là con á, con bà bố con gái đi đấy. Bốn người con gái á? Bốn người lấy chồng hết rồi. Lấy chồng hết xa rồi. À thế ạ? Có mình bà này. Thì bà bỏ bà cái này, xong bà cái này nhẹ. Lần trước cháu với cả em cháu đi chơi bản, nên là có đi qua đây thì thấy bà một mình lựa cụi, thế bà cháu vào thăm. Vâng, thì bà cũng nhân cái dịp cái này hay bà cái này ông sẽ hết rồi. À, cái này ông sẽ đến 3 năm, bà cái này sẽ được 2 năm. À vâng ạ, vâng. Thì là hôm nay chị em cháu bảo là cũng gần hết năm cũ sang năm mới, chuẩn bị sang đón Tết Nguyên Đán đấy ạ. Thì chị em cháu có một chút quà mang vào để bố bà động viên tinh thần bà. Vâng, có xin chúc bà với cả toàn hai bà với cả toàn thể gia đình sang năm mới mạnh khỏe, nhiều sức khỏe, vạn sự an khang và nhiều may mắn. Còn ngon là ngon. Bà vì cái này là nó kêu như thế. Nấu ăn đi ạ. Dạ thôi bà, tại vì cháu về cũng còn xa lắm, nên là hai chị em cháu xin phép thôi. Vâng, cháu ở đây sao? Bà ơi, không, cháu không lấy của bà đâu. Nhưng bà cụ bảo là tặng hai chị em mình con gà, nhưng mà chị Bích không lấy các bạn, chị Bích bảo mình không lấy. À, chị ơi, cái trường hợp của bà ấy thì chị có thể nói cho mọi người biết rõ hơn một chút được không? Vì là mọi người thì có thể cũng click kia mình ghi hình lâu quá, mọi người cũng không nhớ, thì chị có thể nói lại một chút để mọi người nhớ cái. Của bà là trước đây mình với Tùng có đi vào bản chơi ấy, thì có
đi qua đây và có biết cái trường hợp của bà ở một mình, con cái thì đều là lớn hết, dập gia đình và đi làm xa rồi. Có một mình bà ở thôi, còn ông cũng mất được 3 năm rồi. Bây giờ bà ở một mình. Mà bà bị như này lâu chưa bà? Lâu rồi. Cổ và cụ bị sưng một cái khối rất là to các bạn nhé. Các bạn nhìn này. Cổ và cụ có một cái khối u rất là to. Chuột thu ở trên này, cái này thì cháu không biết đâu. Thế bà đã đi khám chưa đâu chị ạ? Bà đã đi khám và chữa ở đâu chưa? Đi khám nhiều rồi. Khám đặc kê để nên bác sĩ bảo bị sao ạ? Em bỏ khám. Không mổ được ạ. Thế người ta chuẩn đoán là bị làm sao ạ? Bỏ rồi. Không mổ đâu ạ. Chắc là ngày xưa mới bị cơ mổ còn được, bây giờ lâu quá rồi, mấy chục năm rồi. Không giả thật khỏe giả giả thôi mà bỏ đi làm cái chẳng thắng giả thế giả thế thế thì chết rồi mà chết phải chết đấy. Đúng rồi, đặc biệt là bây giờ nó ăn sâu vào rồi, cháu nghĩ là bây giờ nó ăn bám sâu vào đấy, mình rồi. Mình giờ mình mà mổ cắt đi, sợ cắt vào những cái dây thần kinh của cổ này, thì ở đây nhiều dây thần kinh ấy. Sợ nó cắt, ví dụ cháu thấy có nhiều người đi có khi là nó bị mùi chứ ảnh hưởng mình ngồi đi ngồi mà kém cửa ăn được. Thế nhà bà ở gần đây không bà? Ăn bà quá trong xa xa một chút thôi. À gì ạ? Đi trên này quay cái u tu đi trên này. Bà nhà có đi xa chứ không xa mà. À vâng ạ. Con đến nhà không. Không không bà, bà để tiệm ăn dần là bổ sức khỏe với bà Tết đấy. Con cháu về thì bổ cho con cháu ăn. Vâng. Thì tuấn bà này. Bà không có cái gì. Không có gì đâu bà. Bà cứ mạnh khỏe là bọn cháu vui rồi. Bọn cháu vâng. Không có vấn đề gì đâu. Cháu nhà đâu? Sang không sang? Cháu ở tít ngoài kia thôi. Sao mình chí khối nhà mình kia. Vâng. Dì chuối này dì nên nhà. Đây là em trai cháu. Em trai. Không phải chồng. Không. Bạn này còn ế bà. Bạn này ế đã có người yêu đâu bà. Làm sao có chồng được. Mình xin còn ế, ế lói mắt rồi. Cháu có giao bán mãi có bán được đâu. Chẳng ai người ta dắt đi. Em trai ruột đấy. Không phải. Vâng, không phải chồng đâu, em trai. Em trai cháu đấy. Bà có thể giống à? Không thể cháu giống em này à? Không biết. Nó xấu hơn cháu không nhỉ? Buồn lắm các bạn đấy, chị mình đấy. Chị mình đấy các bạn ạ. Rồi, để cho chị Bích nói chuyện với lại hai bà cụ, mình sẽ hình một chút hình ảnh ngôi nhà của bà cụ các bạn nhé. Và bà cụ cứ bảo là bắt cho một con gà mang về các bạn ạ. Nhưng mà hai chị em mình nhất quyết không nhận. Vì là bà cụ cũng không có. Và bây giờ nhận của bà thì lại không hay. Mình để gà cho bà cụ tẩm bổ ăn uống các bạn nhé. Và đây là cái ngôi nhà của bà cụ. Ngôi góc nhà thì nhà làm bằng khung gỗ. Nhưng mà toàn là những cái cây gỗ nó không được bền với chắc chắn ấy. Cây gỗ tạp đấy các bạn. Và mọi thứ che chắn tường vách thì làm bằng những cái thanh gỗ mà người ta bóc làm ván ấy. Đấy, đóng thành cái phên để che thôi. Cũng không có tường gì cả đâu các bạn. Đấy, thế bây giờ bà làm gì cháu làm giúp bà? Bà có thấy lợn lầu cá không? Thấy chín bà đi đấy cho, chín bà đi làm đó. À vâng. Không bà làm, cháu làm giúp bà luôn mà, không có gì đâu. Không phải ấy đâu, thằng nào tí nữa bà chẳng làm. Bà thấy cái treo ở cửa này là cái gì ạ? Cái này bà mua mẹ, bà sẽ không bà làm cái này. À thế ạ? Em mua ăn thịt á. Dạ. Mua à, bà tự trồng được ạ? Bà này đem mua đây. Cái điều là bà cụ nói là bà cụ sợ ma các bạn ạ. Bà cụ sợ ma cho nên là làm tự làm cái này để gọi là có tác dụng như kiểu là trừ tà ma các bạn. Đó là theo như lời bà cụ nói nhá. Còn cái này là về tâm linh bên cái cạnh và đồng bào người Mông. Cho nên là mình cũng không đề cập nhiều ấy. Và cũng không có nhiều những cái dữ liệu về cái này nên mình sẽ không đề cập nhiều. Chủ yếu là cái câu chuyện là chị em mình vào trao quà Tết cho hai bà cụ thôi. Chị biết rồi, thế là hai bà cụ bây giờ là về sống ở với nhau luôn à? Không, đây là chị gái của bà nhà ở gần đây, bà đến đây chơi thôi. Hai bà này vừa đi lấy rau lợn về. Bà đang bảo cho ngô kìa.
Hôm nay chắc là cũng muộn rồi, chắc hai chị em mình không ăn cơm đâu. Thì hẹn một cái gì nào đó, hẹn một cái gì nào đó thì hai chị em mình sẽ mua đồ ở đây các bạn nhé, sẽ mua đồ ở đây và cùng nấu ăn và cùng trải nghiệm cuộc sống của mọi người xem đây là một người sống thế nào. Bà cho cháu à? Ôi bà để ăn bà ơi. Không ăn không không bà ơi. Bà nấu cơm. Thôi để dịp khác nhé, để dịp khác hôm nào chị em cháu vào sớm hơn thì cháu mua đồ xong bà đây nấu ăn với bà nhé. Bà nhé. Còn hôm nay cũng muộn rồi cháu xin phép không ăn kìa. Không ạ, cũng không có gì đâu bà, bọn cháu lá lành đùm lá rách. Có một chút nhiều bà cho bà ăn Tết thôi. Không có gì nhiều đâu ạ. Này còn ăn em đặt con đằng nhé. Dạ. Còn ăn kem em đặt con đằng cho ăn chó ăn nhé. Làm cái gì ạ? Làm cho ăn. Làm cái này á? Không, làm cho nấu cho ăn ấy. À nấu cơm á? Để bà bỏ ăn, bà nấu một chút cho chỗ ăn thay mẹ ăn như vậy. Bà cô bảo nấu cho hai anh chị em mình ăn. Để hôm không khác cháu vào sớm hơn thì bà cháu mình nấu cơm ăn nhé. Nữa cháu tức mô hộ bà trong tí cháu về. Có à? Vâng, tại vì xa ấy, bà về muộn đi đường. Bà cụ rất là mến khách các bạn ạ. Bà cụ vẫn cứ muốn hai chị em mình ăn cơm ấy. Các bạn ở lại nấu cơm xong rồi về cho gà các bạn ạ. Nhưng mà lỡ đồng nào hai chị em mình lại nhận. Thế bóng đèn mới này là ai lắp cho bà? Bà mua đây. Bà tự mua tự ấy á? Bà mua. Tại vì lần trước vào lập lẻ tối trái nhìn thấy gì. Nhưng mà những cái này bà treo ở gần bếp thì cháu sợ nó bắt lửa ấy bà. Ừ, sợ đấy. Những cái này bà phải treo xa bếp ra, không có nhớ đâu, mình đun cái này. Nấu cái này xa mình chín mình già. Đun bếp củi này nó bắn vào đây nó cháy ấy. Thật đấy. Quá khoang sợ đấy, không quá khoang mùa mình. Vâng, mai bà phải những cái nào không cần thiết bà bỏ đi bà. Những cái tải những cái này. Cái này thì phát chuối, nó bắt lửa đấy. Thế giờ trong kia anh ngủ bà, bà ngủ trong đấy thì bà ngủ trong đấy. Nhưng mà còn bị rột không bà? Nhà vẫn rột đấy, mình quay cho các bạn xem, còn nhiều lỗ lắm. Cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy không? Đây này, cái lỗ to tướng này. Đấy. Một lỗ nha. Trên này nữa này, các bạn nhìn này. Đó, còn rất nhiều lỗ. Lúc trời mưa nó rột rất là nhiều nước vào nhà. Bạn thấy cái gùi ngô của bà đều là con gái hết ạ. Gùi này thì được làm bằng nhựa rồi, ngày xưa thì là gùi người dân sử dụng chủ yếu là gùi bằng tre nữa. Đây. Bốn con gái, hai con trai, cũng là 6 người. Còn đây là 6 con gái hết. Xem là hàng ngày thì bà ăn thứ gì. Không có gì cả. Ba cái này là cái gì kìa? Cây thuốc này đúng không? À, là cây thuốc bà đun để uống. Cái bếp này có vẻ là hơi chật này. Bếp chật, thứ hai là xung quanh bếp rất nhiều đồ. Cái này khả năng là dễ cháy lan lắm. Nếu mà đun to nó bén lửa là cháy lan ra ngoài mất. Bà giờ sao bà cứ lúc nãy không phải bà có 4 người con đâu, còn bà có 6 người con gái. Còn bà đây là 4 người con gái và 2 con trai. Con trai. Thế bây giờ mà bà gặp con cái thì bà bảo các anh chị đẻ ít thôi bà nhá. Đẻ 2 con thôi, để nuôi cho con nó tốt. Đẻ 2 con rồi. Vâng, đúng rồi. Đẻ nhiều nuôi vất vả lắm. Giá bà không biết, đẻ nhiều đấy. Bây giờ mình biết rồi thì mình bảo con cái để con cái kế hoạch với cái đẻ ít thôi thì nuôi cho nó tốt đi ạ. À, phải đấy. Đẻ nhiều nuôi vất vả. Bà giá bà không biết, bà đẻ nhiều nhiều. Đẻ hết mà. Đẻ hết là không biết.
quan trai quan dâu. Thế các anh chị có hay về thăm hai bà không? Không thăng rồi. Thăm á? Con thăng, chắc là gần Tết mới về à? Đi xa xa mà. Chả quá để nhanh. Thế lấy chồng một tuần lâu ạ? Lấy chồng lâu một con này rất đi đi Điện Biên á. Chả quá. Tận Điện Biên á? Một con này rất một khi. Một con gái này rất lấy chồng một khi. Một khi mới một khi đấy. Xa xa đấy. Một khi này. Ở huyện nào thì xa nào ạ? Xa đấy. Xa một thằng này. một chưa thế hàng ngày bà làm công việc gì ạ? Đi hay nam một năng ấy đi đi về một lần à nhớ không về mà quá quăng á không về nhưng mà còn may là hai bà là chị em ruột ở gần gần ở gần nhau thì à phải đấy hai bà cái này không qua ông hai bà đi chơi cùng nhau à đi cái ngủ cái này một bà một mình anh bà cái này đi chào bà cái này một tháng hai tháng trong bà cái này một lần thấy cho đỡ buồn với cả có cái gì còn giúp đỡ nhau ấy. Bây giờ bảo một mình mà không may ốm đau thì cũng rất là dở. Người già như kiểu là chưa chín cây như vậy, chả biết dụng lúc nào nữa. Bà cái này 60 tuổi rồi, bà cái này 70 đấy, 73 đấy, 73. 73. Thế sao bà bảo bà là chị? Phải mà, thế, cái này bà sâu đấy. Đây là đây đây là chị chứ. Cái này già sâu rồi. Cái này đây là cái này. Cái này phải cái này đấy. Phải sâu cái này đấy. Bà cái này sâu. Sâu à, thế là tận hơn. Bà già tí. Vâng. Cái này già sâu, cái này già già rồi. Ngôi này là bà chồng ở đâu được ạ? Có được nhiều không ạ? Chồng ngay làng cô đấy. Chồng làng cô xa một tí. Ngôi này là bà vẽ cho gà đấy. Ừ. Con gà nữa. Bà ơi, thế cũng muộn rồi ấy. Chị em cháu xin phép. Hôm nào có dịp chị em cháu thu xếp được vào sớm ấy thì cháu sẽ mang đồ vào đây xong là nấu với hai bà ăn cơm nhá. À. Vâng. Nhà bà cũng ở gần đây đúng không? Nhưng mà cháu vào thì cháu bảo bà gọi bà xuống xong là cháu mấy bà cháu mình nấu cơm ăn nhá. À. Thì nhân đây cháu cũng chúc hai bà nhiều sức khỏe và cùng toàn thể gia đình nhiều sức khỏe sang năm mới mọi sự bình an, mọi nhiều may mắn sẽ đến. Cô tay bà cho cháu xin phép hai chị em cháu đi về luôn ạ. Vâng. Bà nấu cho ăn lấy về cháu rồi. Cô ăn cho. Vâng, đấy cháu đó, có mấy việc ở nhà ấy, mọi người đang gọi ơi rồi. Cháu về hôm nào cháu vào sao? Không có cái không có nhí, không có nóng. À. Dạ không có gì đâu bà. Không có nóng nóng. Nước nóng ạ. Vâng, không có nhí nóng. Vâng, cháu cũng vừa từ nhà đi mà không ấy đâu ạ. Thế bà nhá, hai bà chú ý giữ sức khỏe nhá. Tại vì bây giờ cũng con cái không ở cùng thì hai bà cứ thi thoảng đổi ở với nhau cũng được để chăm sóc lẫn nhau cho nó đỡ buồn. Chứ một mình đổi thủ thì buồn lắm. Xong rồi mai bà nhớ dọn cái này vào nhá. Để nó, cháu sợ cái vai tải này nó mà bắn lửa vào nhớ nó bén lửa nó sẽ thế đấy. Vì nhiều khi bà đun bếp xong bà đi ra ngoài xong bà quên thì sao nó cháy lem ra. Thì cho nó an toàn cái bà thấy nó không cháy. Vâng, những cái gì không cần thiết thì bà bỏ bớt đi bà cho nó rồi. Thế bà nhá, cháu xin phép bà đây, hai chị em cháu đi về đấy ạ. Bà, hai bà giữ sức khỏe nhá. Dạ, con chào hai bà nhá. Đây, dạ, dạ vâng, con chào bà nhé. Vâng, thế bà cho cháu xin nhá. Dạ vâng, con chào hai bà. Dạ vâng, hai bà giữ sức khỏe nhá. Dạ vâng. Vâng, cho ngô nè. Và các bạn đi cho cả clip nha. Thì bà cụ mình có xin phép ra dùng đấy các bạn. Thì trước khi về bà cụ còn tặng cho khá là nhiều ngô, bà bảo là tặng con gà nhưng mà hai chị mình không lấy để cho bà ăn uống tập bổ. Ăn gà hay ăn cá hôm nào cháu mua.
Ở phía xa thì chị Bích vẫn đang nói chuyện hai bà cụ các bạn. Thì cái clip tại nhà bà cụ mình cũng xin phép dừng lại các bạn. Nếu mọi người thấy hình ảnh mình ghi hay ý nghĩa thì các bạn hãy share video các bạn nhé. Các bạn hãy share video để mọi người cùng biết đến những cái mảnh đời, những cái hoàn cảnh và những cái hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao các bạn. Đó, mình chỉ cần các bạn xem hết video và share giúp mình thế thôi. Và comment những cái lời động viên tích cực anh em mình để anh em mình có những cái nguồn động lực để tiếp tục làm những cái chuỗi hành trình như các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Năm hết Tết đến rồi, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và sống đúng nghĩa là cuộc sống các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.